nguyên sợ là nó có quấy phá gì mình không? Không, nó đâu đụng được chị, có vô được với con với chồng chị đâu mà vô. Có người giữ mà, đó chị có người giữ là... Vậy đó chị có chủ mà, có người giữ không ai muốn vô là vô. Ai mà ngủ hay chị làm quá, vậy là chị kến trên trời vậy nè. Nó làm cho cái mặt chị kên này gọi là khinh người á. Chị lúc nào cũng là hai cái vai chị nó mỏi. Đúng rồi. Hai chị vai chị nó mỏi và nó lạnh, cứ gáy là nó cứ đi đi giống như người ta bị mắc cái bệnh gì đằng sau gáy mình ra đó. Nào. Nếu thầy bà là chị mắc nhớ. Còn nếu theo tây y là chị bị chết. Đấy. Còn nếu thầy gặp em là chị bị ức chế. Hay là vẫn cứ mình đồng ý mất của thì mình rất là tiếc. Nhiều lúc mình nghĩ do mình ngu. Đó mà nhiều đêm đến vẫn van vái Phật trời, vái ông bà rồi cứu con nữa, giờ không biết cứu. Thì giờ mình chỉ biết thế thôi chứ còn giờ biết kêu ai bây giờ. May duyên hôm nay đến gặp em á, để em cho chị được cái sáng tỏ ra là như ta. Chứ còn thực ra chị cứ hỏi cái câu là vì sao và vì sao. Bị sao? Bỏ cái gì sao đi. Đấy. Không sao, vì sao nhóc bọn chả có sao. Thật ra là mình có sao. Hiểu bản thân mình quá. Mất nhiều rồi ơi, thông minh kém nhanh lắm. Chết liền. Quan trọng là ngoan hay không á. À, em lì đôi câu. Chị đang ngồi ăn á mà chị yêu cầu chị ký vô giấy thông hành của em đi. Là chị ngồi ăn rồi đó mà em kêu chị hai về mà chị không về, cho chị bật ghế đó luôn á. Không biết ai làm, em biết mà em có, em không biết em bị gì nữa. Chị muốn tin nó gì hỏi mày nghĩ bị hoài luôn. Dạ sao? Thì đang ngồi đó mà kêu chị về chị không về, chị bật ghế rồi chị hỏi mày đang này bị hoài. Đúng từ sao đó chị? Đấy là chị? Em gọi à? Hả? Kêu về không về, ba mẹ nó kêu không về. Thấy đi về. Đi về luôn, đi về luôn. Không chịu về thì té ghế. Ba mẹ nó ký giấy giao cho em luôn mà, em xuống nhà ba mẹ nó luôn ký giấy luôn mà. Khóa già chị tiểu cầm nhà đi cầm luôn. Mà lúc em gặp nó đẹp trai lắm, em kêu nó là làm em, nó không chịu. Sao này tự tìm em. Còn về mà mấy phần mấy đứa con chị á, em coi xem là các sau này không chị không coi con chị đâu, tại vì là đã làm không dịch rồi không có coi tên người người sống được, cái gì nó giật chết. Nãy giờ bạn thấy là nãy giờ chị không dịch cho chị, em dịch cho chồng chị với con chị thôi. Đang nói vậy là chị không dịch lại á, hiểu không? Còn chị muốn chưa, hoàn toàn chưa coi cho chị hết, chỉ là cái người không dịch là cái người kia cho chị thôi. Còn người sống là không gớ đâu chị, tại vì chị vô chị mắc em khai quá hồi học máu này, mất công đưa vô bệnh viện á, cái chấn động á. À, không nói gì người sống đâu. Tại động tới cụ Huyền của nhà chị rồi mệt lắm. Không nói nữa. Rồi, không có nói gì người sống. Thành thờ cúng cụ Huyền chị có được ok không? Có ổn không? Chứ hỏi em hả? Nếu mà anh chế khanh hả? Trên thì khó gì nữa. Chế khanh. Chế khanh. Em cũng chế khanh thôi. À nhìn chế khanh mà lên nhà đi theo em á, tự nhà gì đâu mà nhìn tới hủ. Nhà của em á hả? Nhà của chị này nè. À, nhà chị này. Ê, em nói anh có lên á, anh nhìn à. Chỗ hở tới hủ. Tại nhà chị là nhà gỗ á, mà trước chị mua của chủ nhà là nó sơn màu BU á, thì nhìn cảm giác nó tối thiệt. Không, mình dùng đèn cái gì cũng thì chị cũng dùng đèn phải bật đó. Dạ nó, dạ nó bật được xem. Coi hồ mà nó am khí nó nặng. Cái đó đang hồi ghi không có chơi với con ma nữa thì em sẽ nói gì chị riêng cho. Nhắc nha, không nhắc là không nhớ đó. Dạ dạ dạ. Đây mắng cầu nè. Anh đó hả? Dạ, cho nó ăn cái này, còn ảnh ăn cái cầu nè. Cầu gì được ngay. Rồi, chúc với gì anh ăn nha. Cái trong năm này chị từ giờ đến Tết chị làm ăn có cái thứ nhất là bây giờ chị đi vay có được suôn sẻ không? Cái thứ hai là làm ăn về tiếp tây từ tới cuối năm chị có thu về được ít nào không? Chị vay là ok đó, tại vì chồng chị lúc nào cũng bên chị, nó đi theo chị dẹp đường đó. Chứ em đâu có biết dẹp đường, em đi dù kia em không biết đường gì hết đó. Là vay là suôn sẻ ok đúng không? Rồi còn cái mà ví dụ như chị vay chị làm ăn như vậy là từ giờ tới cuối năm đi, thế là có thuận thảo không? Để chị xoay cho công nợ nó trả dần chứ giờ nợ ngập đầu luôn rồi. Về hử đi, về hử hai người thân của mình đi. Nhiều khi em nói chị có dạ dạ vậy đâu có biết được. Vì vậy chị hử chị vẫn về là làm công việc xong rồi đó. Tâm sự đấy mà là
coi là cái khi mà mình đang lo lắng về cái nguồn vốn mình vay mình làm này nó có thuận thảo để cho mình trả trang trải công nợ của mình được hết không á, cái vấn đề là như vậy. Thì nãy em nói chị rồi, lúc chồng chị sống á là bên em, anh em ruột của ảnh á con không giúp gì được ảnh. Đúng rồi đó, chị trả lời em là đúng. Thì bây giờ em kêu chị về tâm sự với ảnh là chị cái công nợ gì của chị đó bao nhiêu thì tự nhiên anh nghe. Ví dụ như anh sẽ kêu chị em muốn gì của ổng là tự nhiên mở miệng cho chị cái gì đó là cái đó là do ông xã của chị. Rồi chị hiểu không, dịch chưa? Cái vấn đề mà em út của ổng là chắc có lẽ là cũng không nhờ cậy gì được đâu chị, tại chị em út cũng hành của anh cũng hoàn cảnh dữ lắm. Thì em nói em nói chị về chị thử đi. Chị cầu nguyện ông xã chị, hiểu chưa? Cái thực ra mà cái mà vừa rồi bị mất này thì chỉ có bên đằng anh em chị biết thôi, thì không có cho ai bên bên đằng nội viện, không bên cần đằng cho ai biết hết á. Mắng yêu cầu thấy chị khó khăn là tự mở miệng. Hồi anh còn sống thì không giúp, nhiều khi bây giờ thấy tự nhiên mở miệng rồi chị hai ơi bây giờ bà có kinh doanh gì khó khăn không á, mấy anh tôi dư giả mấy anh tôi giúp đỡ bà đó, là ví dụ của em nói cho chị hiểu á, em trả lời nãy giờ cho chị rồi đó. Nói chung có giúp đỡ vừa rồi là chị bị như vậy cho nên là mấy đứa em đồ dạ này chị nè, cái móng tay này nè, cái móng tay đang để em ạ, móng tay này để ra một chút xíu nữa ha, về mua cái chiếc nhẫn đeo vô đây cho tay phải nha, dông quá tại dông rồi hồi mà mấy đứa này lật ngửa hết rồi, nhất là ngốc mà nhỏ đóng qua bị điện hồi lật ngửa hết rồi. Đúng cho em, đúng rồi đó, đẹp rồi đó. Cái là em á, mình đeo vô đây có ý nghĩa gì em? Để cho người ta giúp đỡ và quế nhân phù hộ cho người sống, người ta cũng giúp đỡ là đeo tay phải ngón này. Đúng rồi. Để móng tay ngón giữa không chị? Ngón này, ngón này đúng không? Giữa ngón tay. Để móng tay hết, để ra, để hết tay lại. Để hết bàn luôn hả? Có nghĩa là bốn ngón này đeo hết cả bốn luôn. Ơ đúng, trời ơi, trời để móng tay. À móng tay hết, còn đeo một ngón. Rồi rồi hiểu. Kinh doanh không khác xét được. À vô. Chứ cái móng của chị ấy là nhiều khi nó yếu, nó cứ bị rụng nó gãy hoài. Chị giờ em hỏi chị nào, bây giờ chị thấy em đeo nhiều không? Nhiều. Thấy này đeo nhiều không? Ta nói em khùng đúng không? Không, kệ mẹ nó, ai nói khùng kệ mẹ nó, mà đụng chị tao quăng cái đụng mà té bật ngửa hết á. Cái này là để gì? Nói về người sống á thì ta nói mình khùng. Mà nói về tâm linh, ví dụ như em gặp chị đi, nãy giờ gặp tâm linh chị đụng không? Quăng ra đụng mà cho mày té chết mềm luôn. Đúng không? Đâu phải đâu phải hồi đó thì tâm linh nó còn ấy chứ bây giờ tâm linh gì cô hồn không mà phải không phải nó nhào vô quýnh thấy mẹ luôn. Tức là để móng tay dài ra chút xíu thôi. Ừ đó không dịch đi. Trời trời đeo cái nhánh vào đây. Phải phải nha chị. Trời chị nhớ. Thật cô hôm nay là đúng là hữu duyên, cứ lướt Facebook rồi tìm tòi những cái gì về tâm linh hay gì là nhiều kênh cũng xem, mà hữu duyên là xem kênh của Chế Khanh thì mới biết đến những cái điều mà làm thiện nguyện, rồi đến những cái điều mà làm được tâm linh á, thì bắt đầu mình xem rồi cũng ngẫm nghĩ rồi thôi cứ liều gọi nhắn tin rồi kết bạn Zalo với Tuấn Khanh xem sao, biết đâu em biết trả biết lời. Biết Chế Khanh là quan này nè, Chế Khanh bảo không biết là có trả lời không, tại vì sợ là kênh YouTube nhiều thì khán giả nhiều rồi kết bạn Zalo nhiều sợ đến lượt mình không vô á. Em biết cái anh này nè, Chế Khanh này nè, xíu là qua cái thằng này nè tin trả lời liền, thấy cũng mừng mừng. Em nên nói mấy đứa này nè, cái ông này ông đẹp trai mà trời đất quỷ thần ơi, để tao kết, để tao kết bạn với ổng. Em nói mấy đứa này với sáu con yêu nghiệt này nè, em có sáu đứa nè, đứa nào là hết nợ hết nặng là biến khỏi em, lâu lâu em tổ chức đi đâu đi em là được rồi, trách tôi ly còn sáu con quỷ này nè, ai đi trái lại hoài vậy đó. Ví dụ em nói chị nó mới xin được 200 triệu đúng không, nó chơi cá độ què đẻ vậy á, mắc 200 triệu cái khóc lên, có em hỏi chị kéo được cái hoài vậy, mà trong khi bao nhiêu người ta đợi mình mà nói cái lò không đốt ghi mà đốt đen khùi lùi vậy đó. Đó, cái đó đó chị nói thật với em là cái số tiền chị mất rất là lớn, em hiểu rồi, bao nhiêu là tích cóp trong đó với tiền nhân bạc á, chứ mỗi lần kéo cái hùng nói sao chịu nổi, kéo gột cho ai chịu nổi, bao nhiêu tiền là của chị là mấy tỷ bạc luôn. Cái mỗi lần mà kéo không khuyến là gột kéo đốt ra rồi kéo vô bỏ đây thôi, chung cư xây mẹ cho đốt không như rồi. Em ở chỗ ở em còn hơn ổ chuột nữa đó, em nói thiệt, mà do anh chị kia hết nợ trả tiền hàng tháng để bển á, ai vô quýnh rồi không biết được ra đó. Anh chung chị cũng mong là xoay sở làm sao mà làm ăn cho nó thuận thảo được thì cũng trả lợ cho nó hết đi chứ không nợ ngập đầu luôn á.
lọ là bây giờ mà chuẩn bị lọ là lọ hàng mấy tỷ tiền tỷ chứ không phải. Chứ đừng có lại, đừng có lại, em có lại đâu, em về em thấy bà lại muốn bà chết. Em có lại nói chuyện bình thường với cái người phước mặt là được rồi. Có lại cũng giả thứ à, bình thường đi. Tới đây tự dưng em bảo chị có căn nhưng chị không biết mình là cái căn gì. Thì con dì heo á. Căn là có phần ăn heo chị, là căn đó. Chồng dì heo đó, nãy em dịch cho rồi đó. Thế còn chị mệt không chứ nãy giờ em trả lời chị mệt lắm á, muốn nín thở luôn á. Tại chồng chị bệnh khó thở mới đằng bệnh hết khó khó không. Mất chồng nghe đó. À, vậy là chồng chị là bệnh thở, nói chuyện là mệt mỏi luôn. Tại ổng bệnh chứ. Gì đó nên nãy giờ nói mệt rất mệt. Nghe chị mệt đó. Chị mệt đó. Nó chết tôi cũng em cũng có duyên với ổng tại vì ổng đẹp trai, nếu không sao trai tôi không có dịch đâu. Mới nói tại anh có dịch lắm, không có dịch, ai đẹp trai là dịch. Nếu mà lấy chồng á, em lấy tầm chồng, mà lấy vợ em lấy chín con rồi được rồi. Hết mà chưa có nào chứ mừng em nói em khùng quá trời khùng. Hôm nay ông uống nước kệ không, đâu uống nước có tiền ông từ chối hỏi tao uống hết. Em thử soi là coi nhà chị có thằng cu nhà chị nhiều khi tính không coi người sống. Ấy là chị nói là tính cách bất thường đó, nó có không, bị không. Người âm muốn gì thì có duyên làm sao không coi người sống. Tụi mà dịch nãy giờ bụng đóng nó cứ ngắt rồi nè, rồi coi nè, rồi đi rồi thử cái bụng em nè, rồi thử cái bụng em nè, rồi thử cái bụng chị này nè, chồng chị bệnh mà chị gờ đắng vô cứ ngắt luôn, dịch hồi chết luôn á. Ông bệnh ông không nói mà cứ kêu dịch luôn quay. Rồi chị hiểu. Còn mới qua chém được. Ủa bệnh thở không nổi là dịch không có khỏe được hả em? Mệt lắm rồi. Tại vì ông xã của chị bệnh nằm nữa. Thôi chị ơi nằm không nổi mà anh cứ anh gán anh nói mình dịch cho anh. Anh nói được có 1 tiếng à, mình nói 3 tiếng mà anh nói có 1 tiếng à, đợi anh cũng xỉu luôn á. Chồng của chị hỏi chị có phải không? Nãy em nói là không phải đuổi anh đi. Chồng chị á. Nhiều lúc chị biết không, có khi em dịch á em học máu tại chỗ luôn á. Đó ai lo cũng gia đình em lo, nhưng mà gia đình em không có la. Yêu cầu em còn sống trên trần gian và kiếp này là gia đình em mừng rồi. Chết mấy lần rồi. Chết chấn động cả nước á. Bởi vì lên đây là lễ núp. Anh chế hành. Tại ông chế hành này nè mới lên sống á. Mẹ nói gì đó. Chưa tắt máy cho anh nói ha. Rồi ha. Rồi giờ tắt máy được chưa bé Linh? Em đâu biết anh đâu. Còn gì nói nữa không? Không, ba chỉ kêu dịch xong rồi đó. Ủa mà em nói chồng của chị nằm là giờ hiện tại đang nằm hay là đang đứng? Anh đứng nhưng mà bệnh anh nói là anh nằm. Bệnh là nằm. Nhưng mà anh vô đây là anh xin anh đứng. Anh xin đứng. Ừ, anh có người dìu anh. Có người dìu luôn. Ừ. Ủa anh mất bao lâu rồi chị? Mất này cũng 10 năm rồi. 12 năm. Đẹp trai ha. 10 năm. 10 năm. 10 năm là chứ. Năm 2002. Đẹp trai. Chứ có đi đầu thai hả? Người tước lấy, không lấy là lấy ổng. Đúng không? Lấy ổng mấy số số đi, đáng lẽ cái người tước cứ chị chứ không phải anh chồng chị. Không chị nào á. Ủa bé Linh. Mất 12 năm mà chưa có đi đầu thai được hả? Tại bà này nữa. Lấy chồng tưởng nó sung sướng lắm, khổ hay là không có khóc, bởi nhìn tôi khóc tôi sợ lắm bà nội. Sợ khóc lắm. Mình mẹ lên, cố lên. Mình mẹ lên. Quýnh không khóc nè. Chị biết á. Chị biết trong đời em là chỉ có khóc lúc nào không? Khóc mà mùa Covid á. Mùa Covid là em mới khóc á. Em hỏi oxy mà nó đưa em vòng vòng vậy. Em nói trời ơi, chết kêu này dông tôi sao gì. Kêu nhà, kêu má, kêu em tôi đi giác xác tôi vậy. Trong đời em á, quýnh không khóc. Chị khóc hồi mùa Covid á. Đi heo tiếng đầu xong rồi bị Covid luôn. Đưa vô bệnh viện, đưa giết rồi giết rồi về tới Hưu Dung. Không biết đi về. Nó tới chừng vô Hưu Dung gia đình em mới biết em bị Covid. Tưởng đâu em đi chiến đầu còn tí tơ ngoài đường á. Nó em nói cho chị biết là em cũng từng bệnh nhưng em không có khóc. Mạnh mẽ vậy nè, mạnh mẽ lên. Rồi. Mà đừng có đeo đồ như em, người ta cười chết á. Em đeo đồ gì đam mê. Thích. Em sỏ em thích em đeo vậy. Đam mê thôi. Đau lưng lắm không? Rồi thôi được ha. Đau lưng lắm không?